Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của Phúc Crypto. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái chức năng P2P trên sàn BitGet. Chúng ta có thể đi mua bán P2P, bán coin ra tiền thật nha. Đó. Và ở đây thì sàn BitGet cũng sẽ có một cái sự kiện dành cho những người mà chưa từng sử dụng cái chức năng P2P này. Đó là chia sẻ một cái phần thưởng là 10 đô. Ok, ở đây thì nó sẽ có phần thưởng và điều kiện dành cho người giới thiệu này. Thì mỗi một người dùng giới thiệu thành công bạn bè sử dụng giao dịch P2P thì sẽ nhận là 2 đô với mỗi một đợt giới thiệu thành công. Và điều kiện để nhận được 2 đô này đó là người bạn giới thiệu sẽ chưa từng sử dụng và giao dịch P2P trên cái sàn BitGet này. Ok, tiếp theo này, người được giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được là 5 đô khi mà các bạn hoàn tất một cái giao dịch mua thông qua P2P nha. Điều kiện ở đây đó là các bạn sẽ phải mua tiền điện tử có giá trị tối thiểu là 20 đô thông qua giao dịch P2P. Ok, ở cái giao diện chính của sàn BitGet, các bạn sẽ lựa chọn cho mình là mua tiền điện tử. Sau đó các bạn sẽ click vào là giao dịch P2P. Rồi ok, thì đây là cái giao diện của cái chức năng P2P. Ở đây thì bạn sẽ cần phải tìm cho mình những cái người mà có tỷ lệ hoàn thành cao nhất. Ví dụ như ở đây, mình nhìn thấy có một người có tỷ lệ hoàn thành đó là 99%. Đó, ở đây thì tỷ lệ hoàn thành của người ta rất là cao và cái số lần giao dịch trong một tháng của người ta cũng rất là nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải lựa chọn những cái người mà có tỷ lệ hoàn thành cao nha. Ok, ở đây thì các bạn sẽ tiến hành mua cho mình. Đó, các bạn chọn mua này. Các bạn sẽ lựa chọn là tôi sẽ nhận ở đây là 20 đô. Khi mà các bạn mua P2P 20 đô thì bạn sẽ nhận được là 5 đô tiền thưởng tới từ cái sàn BitGet này nha. Và cái số tiền thanh toán của các bạn sẽ là 506.800 đồng. Các bạn sẽ chọn cho mình ô mua này. Rồi ok, thì ở đây thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 15 phút. Các bạn sẽ chuyển khoản cho người ta là 506.800 đồng. Đó, và đây là tên của cái người mà các bạn mua, cũng như là ngân hàng này và số tài khoản nha. Đó, ở đây thì các bạn sẽ cần phải thanh toán cho người ta. Và sau khi thanh toán xong, các bạn sẽ lựa chọn cho mình là đã thanh toán ở đây. Đó, và cái sàn BitGet nó sẽ gửi thông báo về cho cái người bán đô cho các bạn ạ. Và khi mà người kia chấp nhận là đã nhận được tiền thì bạn sẽ nhận được là 20 đô. Và cái sàn BitGet này nó sẽ mở khóa 20 đô trong tài khoản của các bạn luôn nha. Đó, rất đơn giản thôi. Ok, và sau khi các bạn hoàn tất P2P thì các bạn sẽ quay lại cho mình cái đường link này. Mình sẽ để cái đường link này bên dưới mô tả video nha. Đây là đường link mà sàn BitGet nó sẽ trả thưởng cho các bạn nha. Đó, đầu tiên thì bạn sẽ nhập cho mình đó là số BitGet UAD này. Đó, thì ở đây mỗi một tài khoản sẽ có một cái BitGet UAD khác nhau nha. Bạn sẽ cần phải nhập số BitGet UAD của bạn vào đây. Và tiếp theo đó là nhập số BitGet UAD của người đã giới thiệu bạn. Thì cái số UAD của mình á, mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. Đó, khi mà các bạn điền đầy đủ hai cái số UAD và bạn chọn gửi á, thì sàn BitGet nó sẽ xét duyệt nha. Và nó sẽ tặng phần thưởng về cái UAD tài khoản của chúng ta nha.